pure divine, and I lost myself within the fire, breaking free from my desire. A heart of gold forged to inspire, it's starfire. It's Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại trường đua Đại Nam. Và hôm nay thì tôi sẽ tham gia buổi trải nghiệm chạy xe go-kart. Và hôm nay thì tôi đến đây cùng với cả anh Lân, người chủ của đội đua Triple X. Đây. Xin chào anh Lân. Và lần đầu tiên thì tôi đến đây với cả cái bộ môn này. Thực sự là nó rất là lạ lẫm đối với tôi cũng vừa thử chạy một vòng và thực sự cảm giác thì nó rất là sợ, tôi thật là sợ. Lần đầu tiên chạy nó cũng cái cảm giác nó rất là khác biệt so với cả những cái xe khác. Thế thì là một người chuyên gia trong cái lĩnh vực này thì anh có giới thiệu một chút về cái bộ môn go-kart này đúng không ạ? Go-kart nó là một cái môn thể thao tốc độ, nó là cái môn tiền đề cho tất cả các cái hình thái thể thao tốc độ sau này, các tay đua công thức 1. Khi bắt đầu với motorsport từ những cái tuổi rất nhỏ, họ cũng trải nghiệm qua go-kart đầu tiên, thì đây là cái nơi và cả cái môi trường mà họ có thể thu nhập được các cái kỹ năng điều khiển chiếc xe cơ bản nhất. Đây là chiếc xe mà đúng theo tiêu chuẩn để có thể đua ở các cái giải đua trên thế giới. Chiếc xe của chúng ta đang nhìn thấy là chiếc xe của hãng Tony Kart, và cái dòng xe này là cái dòng 401S. Như các bạn cũng thấy thì xe go-kart nó rất đơn giản, khung gầm bằng thép. Và ghế ngồi ở đây, phía bên này của chúng ta sẽ nhìn thấy đó là phần động cơ. Ở bên này là két nước, giải nhiệt. Chiếc xe go-kart thì nó cũng không như những cái chiếc xe thương mại khác. Khi mà cái phần khung xe và cái phần trục sau của chiếc xe nó không có bộ vi sai. Chứ tôi hiểu là nó khi mà vào cua thì hai bánh quay đồng tốc với nhau. Chính xác. Thực ra thì tôi nhìn thấy chiếc xe này thì tôi thấy rằng là khác với những cái chiếc xe thương mại khác thì hoàn toàn bộ khung thì gắn trực tiếp với cả hệ thống bánh lái, không thông qua hệ thống treo. Không có. Và hệ thống lái thì cũng vậy, lái trực tiếp vào hệ thống luôn mà không hề có một chút trợ lực nào cả. Không hề có. Vâng. Thế thì nó tôi vừa chạy thì nó cho cảm giác lái nó rất là nặng, của nó rất là nặng. Với chiếc xe go-kart này, nếu mà chúng ta chạy đúng vận tốc ở một trong một cái cuộc đua ấy, thì có thể nói là sau một buổi sáng chúng ta tập khoảng 2-3 lượt thì buổi trưa chúng ta cầm đũa có thể cảm thấy run tay, đấy, có thể cảm giác được ngay. Thế thì ưu điểm của nó là gì ạ? Ưu điểm của hệ thống lái của cái này thì như anh nói, cái trải nghiệm của anh cũng thấy rằng cái hệ thống lái nó cho chúng ta cái cảm giác thật nhất. Thì đó chính là cái mục đích của chiếc xe go-kart. Khi mà các bạn bắt đầu tập môn thể thao tốc độ và với go-kart này thì cho những cái cảm giác rất là thật. Trước khi ra đến ngoài đường pit thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về động cơ xe này. Thực sự tôi rất tò mò về động cơ xe này vì là như tôi đã chạy thử, nó hoàn toàn không có hộp số. Tôi chỉ có đạp ga một bên chân ga, một bên chân phanh mà thôi. Nên là tôi không rõ là động cơ này là động cơ gì. Và anh Lân cho biết rằng là chúng ta đang đứng trước một cái chiếc xe như này, nó là sử dụng động cơ gì và có bao nhiêu loại động cơ để sử dụng trên chiếc xe go-kart? Go-kart thì nó sử dụng động cơ hai thì, ví dụ như cái động cơ mà chúng ta đang nhìn thấy nó là của hãng Vortex. Động cơ nó chỉ có một xi lanh thôi, nhưng mà dung tích của nó là 125cc. Nó là động cơ hai thì, chúng ta có thể nhìn thấy rất là đơn giản, và nó được làm mát bằng nước.
chứ không phải là làm mát cưỡng bức bằng gió như bình thường. Chúng ta có cái phần kém nhất ở bên kia. Động cơ này cho cái vòng tua tối đa lên đến khoảng 14.500 vòng một phút. Rất cao. Trong cái bộ môn go-kart thì nó có một loạt các cái dòng động cơ khác nhau, nhưng mà cái điểm cơ bản về cái động cơ là nó không thay đổi, nó cũng là 125 phân khối và hai thì cái đấy là cái quy định của CIK, nó là cái đơn vị quản lý, nó cũng giống như FIA mình quản lý Formula One ấy. Thì CIK nó là một cái đơn vị nhỏ nằm trong FIA để nó quản lý cái này. Tuy nhiên thì để nói tiếp về động cơ thì chúng ta biết là cái động cơ này nó có sự khác biệt ở những cái hạng khác của go-kart, thì nó có những cái loại khác. Ví dụ như cái động cơ chúng ta đang nhìn thấy là dẫn động trực tiếp mà nó không có số, anh chỉ đạp ra là nó chạy. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái loại động cơ khác, shifter, ví dụ như là DD2 thì nó có hai số, nó có cái cần sang số ở phía trên này thì nó có hai số, số 1 và số 2 thôi. Ngoài ra có một loại dòng khác nữa cũng động cơ như thế này nhưng mà nó lại có hộp số và 6 số. Thì các định dạng đấy thì nó là định dạng cao hơn của go-kart, nhưng ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta hiện giờ đang sử dụng và luyện tập ở trên cái định dạng thông thường nhất, thông dụng nhất, đó là động cơ 125 phân khối và 2 thì. Như vậy thì đối với chiếc xe như này, cái tốc độ tối đa mà chiếc xe có thể đạt được thì Lục đi, ở trên đường đua Đại Nam này thì nó hiện tại nó là bao nhiêu km/h? Tốc độ tối đa của chiếc xe này ở đường đua Đại Nam nó có thể lên đến 120-125 km/h tùy điều kiện thời tiết, cũng như tùy cái sự đặt cài đặt cấu hình của nhông trước và nhông sau của chúng ta. Nhưng mà thông thường thì chúng tôi chơi vào khoảng tầm 125 km/h. Thưa các bạn, là đối với cả mọi môn đua thể thao, tốc độ thì cái trang bị an toàn là một yếu tố bắt buộc phải có. Và ở đây thì tôi đứng cạnh tôi có một tay đua nhỏ tuổi với cả toàn bộ cái bộ trang phục dành cho đua go-kart. Và anh Lân, xin anh giới thiệu sơ qua về cái trang phục an toàn như là này ạ. Điều đầu tiên thì để tham gia một cuộc đua, tất cả các cái tay đua đều phải được trang bị các cái thiết bị an toàn, và các cái thiết bị này đều phải đạt cái tiêu chuẩn của CIK. Đầu tiên đó là cái mũ bảo hiểm. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy cái mũ bảo hiểm này là của nhãn hiệu Arai của Nhật. Nó được thiết kế nhẹ đối với lứa tuổi của trẻ em, thì nó có cân nặng khoảng hơn 1 kg. Sau khi sơn và hoàn thiện gồm tất cả các phụ kiện đi kèm. Kế đó là bộ quần áo bảo hộ. Bộ quần áo bảo hộ này cũng theo tiêu chuẩn của CIK. Nó phải có khả năng chống cháy, nó có khả năng chống trượt khi chịu mài mòn, có đai hông, và đương nhiên là để cho sự thoải mái của tay đua thì nó có những cái phần để có thể thở, co giãn. Găng tay cũng là một trong số những cái yếu tố mà tất cả các tay đua đều phải chuẩn bị. Kế đến là giày của môn đua xe, nó cũng có những cái tiêu chuẩn nhất định, nó phải êm và thoải mái để đảm bảo các cái thao tác của tay đua có thể được thực hiện tốt nhất, và cổ giày cao để có thể bảo vệ phần mắt cá chân cho tay đua. Đối với lứa tuổi cadet, là lứa tuổi nhỏ từ dưới 13 tuổi, thì bắt buộc phải có cái phần bảo vệ cổ. Cái phần này sẽ được đeo vào cổ của các cái tay đua trước khi tham gia cuộc đua, để trong trường hợp có va chạm thì cái nẹp cổ này nó sẽ giúp giảm thiểu cái chấn thương về cổ cho tay đua. Thưa các bạn, là chúng ta đang có mặt tại trên đường nhựa, trên phần đường đua của trường đua Đại Nam. Và như tôi thấy thì cái mặt đường ở đây thì có cái dùng cái thể loại đường nhựa mà hạt đá rất là to, nó có vẻ dường như rất khác với cả hệ thống đường nhựa mà chúng ta từng biết khi tham gia giao thông. Và anh Lân sẽ cho chúng ta giới thiệu chúng ta về cái tiêu chuẩn của mặt đường nhựa đối với cả thể thức đua xe là như chúng ta thấy thì cái mặt đường của một cái đường đua chuyên nghiệp nó không giống như cái mặt đường mà chúng ta vẫn thấy ở ngoài đường khi chúng ta đi hàng ngày. Để làm được cái mặt đường như này thì việc đầu tiên là nó phải có một cái mặt bằng, và họ sẽ phải có một cái lớp bê tông lót. Đầu tiên là có một cái lớp mà vải chống thấm trước, xong sau đó là một lớp mà bê tông lót, rồi đến một lớp lưới chống nứt vỡ, rồi mới đến lớp bê tông asphalt mà chúng ta đang nhìn thấy. Tuy nhiên cái việc thi công lớp nhựa ở
trên cùng nó đòi hỏi một cái quy chuẩn rất là khắt khe. Ở đây chúng ta có thể lấy ví dụ như ở cái mặt đường này của Đại Nam, cái việc thi công nếu như không đạt tiêu chuẩn nó sẽ dẫn đến cái chuyện là cái mặt đường nó bị vỡ. Như chúng ta đang thấy ở đây, đây là một cái vết vỡ của mặt đường. Chúng ta có thể nhìn thấy là những cái hạt nhựa có thể dùng tay mà gảy ra được. Thế thì khi mà lốp xe đua ở cái vận tốc lớn, nó chịu cái, nó có một cái tải rất là lớn lên trên cái mặt đường này, thì những cái mặt này nó sẽ vỡ, nứt vỡ ra và nó sẽ văng những cái viên đá như này lên xe đằng sau. Và bởi vì là tôi thấy rằng là với cả đua go-kart này thì tốc độ tối đa hiện tại là như anh nói là chỉ 120 km/h. Tuy nhiên thì nếu mà đối với đua F1 thì thứ nhất là xe nó lớn hơn rất nhiều, thứ hai tốc độ nó cũng lớn hơn vô cùng nhiều, thì cái rõ ràng là những cái mặt đường như này hoàn toàn không thể chạy được. Không thể chạy được. Đường nếu mà tôi tin là nếu một cái đường nhựa chúng ta đổ lên thì nước nó sẽ nổi ở trên mặt đường, nhưng mà với cái đường này thì chúng ta có thể nhìn thấy nó ngấm rất nhanh, ngấm nhanh và sau khi ngấm thì nó sẽ trả lại, nếu với một lượng nước vừa phải nó sẽ trả lại cái mặt đường đá ở trên để để trở lại cái độ bám ban đầu, đúng không ạ? Còn nếu như mà như tôi biết là lấy mặt đường nhựa kia nó nhẵn hoàn toàn, vậy thì cái nước khi mà cái thời gian mà nó chảy tràn trên mặt nó sẽ dẫn đến việc là cái bề mặt khi đó nó sẽ rất là trơn. Và đúng rồi, bởi vì ở trong ví dụ như ở trong thể thao tốc độ nó có một cái thuật ngữ đó là standing water, tức là khi mà mặt đường nó không thoát nước kịp thì nó sẽ có những cái vũng nước đọng ở trên đấy, và khi chiếc xe đi qua với cái lốp trơn như của xe đua thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng trượt mà thuật ngữ nó gọi là aquaplane. Đấy là cái hiện tượng hết sức nguy hiểm đối với chiếc xe khi mà độ bám đường nó không còn nữa, thì lúc đó tay đua ngồi trên xe cũng trở thành một người hành khách thôi, họ không còn có thể kiểm soát được chiếc xe nữa, nó hết sức là nguy hiểm. Một lần nữa thì chúng ta có thể thấy vẫn cái chỗ điểm này, khi mà chúng ta đổ nước thì chúng ta đổ tiếp một lượng nước nữa xuống, các anh có thể thấy nó vẫn sẽ tiếp tục ngấm, tiếp tục ngấm trực tiếp, nó tại không cái điểm hoàn toàn không có cái hiện tượng chảy tràn. Nó ngấm rất là nhanh, tôi nghĩ là nó ngấm rất nhanh. Điều này có thể lý giải được vì sao mà các cuộc đua F1 hay là đua MotoGP họ vẫn có thể đua được đối với cả trong những thời tiết trời mưa, đúng không ạ? Dạ vâng, đương nhiên khi đó họ phải sử dụng cái lốp chuyên biệt, nhưng cái này chúng ta nói để chúng ta hiểu rằng cái mặt đường nó cũng là một cái tiêu chuẩn rất là khắt khe, và chỉ khi nào cái mặt đường nó đạt được cái tiêu chuẩn đấy thì lúc đó cuộc đua mới được phép tiến hành. Nói như vậy để hiểu rằng khi Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội thi công cái mặt đường cho giải đua F1, chúng ta không thể nào làm cứ thích là chúng ta làm được. Nó sẽ có cái đơn vị tư vấn, có cái đơn vị thi công chuyên nghiệp, và đặc biệt nhất là trong quá trình thi công nó sẽ có sự giám sát của FIA để đảm bảo mặt đường nó đáp ứng các tiêu chuẩn của FIA đề ra cho mặt đường tổ chức giải đua F1. Như vậy là cùng với cái việc mà lần đầu tiên chúng ta có những chiếc xe hơi made in Việt Nam như của VinFast mà chúng ta vừa biết đến, thì cái việc mà F1 đến với cả Việt Nam nó cũng là một cái cú hích tạo nền tảng, thúc đẩy cho những cái nền công nghiệp phụ trợ liên quan đến công nghiệp xe phát triển. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, và chúng ta sẽ còn đến với những chuyên đề liên quan đến F1 nhiều hơn nữa qua những cái bộ môn như đua như go-kart như thế này. Cảm ơn anh Lân đã chia sẻ với chúng tôi rất nhiều những thông tin hữu ích mà lần đầu tiên chúng ta được biết đến. Xin cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh trong một chương trình kế tiếp.